Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là một loại hoa địa lan. Cái này thì mình thấy người ta gọi là cây mạc xuân. Đúng là nó đang nở vào vụ xuân các bạn ạ. Hoa Tết luôn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái vườn hoa của mình trồng trên rừng thôi, nó rất là tự nhiên. Tuy nhiên thì có mấy cây hoa cũng khá là đẹp. Nên mình sẽ đến thăm và mình sẽ lấy mấy cái những cái cây nào đẹp ấy mình lấy về. Không thì để đây ở trên rừng thì sợ người ta đi qua nó thấy hoa của mình đẹp nó lấy mất. Ở đây thì có rất cũng khá là nhiều. Và có nhiều cây hoa nó khác nhau. Tuy nhiên là ở đây có một cây nó nổi bật nhất trong vườn này các bạn ạ. Mình sẽ đào cả gốc nó lên để cho các bạn xem. Đây các bạn ạ. Được, cây này là đẹp nhất này. Đấy. Hoa rất là đẹp luôn. Mình sẽ đào cả gốc mang về. Về nhà mình cho lên chậu. Không thì để đây sợ người ta đi rừng thấy cây này của mình đẹp thì sợ người ta lấy mất. Rồi bị mất là mình có hoa đẹp mà không biết dùng. Và bây giờ mình sẽ quay từng cây hoa một để cho các bạn xem nhé. Đấy, mỗi cây mỗi hoa. Có những cây hoa khá là đẹp các bạn ạ. Đây, cây này là hoa của năm ngoái, nó đậu quả. Đấy. Quả nó còn chưa chín cơ các bạn ạ. Thế mà nó đã lên hoa rồi.
Và cây này cũng khá là đẹp các bạn ạ. Đây mình sẽ ngắt một bông này cho các bạn xem này. Cánh hơi bầu các bạn nhé. Cái này cũng khá là đẹp. Cánh hơi bầu mà cánh này nó hơi vàng vàng các bạn ạ. Còn những cái hoa thường thì nó toàn tím đen thôi. Cái này cũng đẹp này. Cũng tương đối đẹp các bạn nhé. Cái này cũng đẹp nhé, hoa cánh hơi xanh đấy, dành cho các bạn là muốn sưu tầm lan, địa lan, cây mạc xuân nhé các bạn nhé. Đúng đang là hoa mùa xuân luôn. Đây hoa mạc xuân của vùng này chủ yếu là hoa như thế này các bạn ạ. Đấy, hoa này là rất là phổ biến luôn. Còn những cái cây hoa có cánh màu hơi xanh thì rất là ít. Bình thường thì hoa toàn là thế này. Ở đây là mạc xuân vùng Hà Giang các bạn nhé. Nếu các bạn nào xem video của mình thì các bạn hãy nhớ là đây là hoa mạc xuân vùng Hà Giang.
đẹp nhất vẫn là cây này các bạn ạ. Đây, cây này mình đào đào rễ nó lên rồi, mình sẽ mang về nhà cho lên chậu. Cây này vẫn là cây đẹp nhất nhé. Cánh bầu này hơi vàng, tuy nhiên mình quay ở độ này thì nó hơi chói. Ở trong bái thì nó là nổi bật nhất các bạn ạ. Đây có rất nhiều hoa cho anh sưu tầm nhá. Hoa trồng tự nhiên ở trên rừng luôn các bạn ạ, không có chăm bón hay phun thuốc gì cả luôn. Cả một rừng hoa luôn các bạn ạ. Đây có cây này cánh hơi bầu các bạn nhé. Cây này mới nở chưa hết. Đây ở trên rừng hoa còn có một cây cây tùng. Đấy, cây tùng rất là đẹp. Cây này nó chỉ là cây con thôi các bạn ạ. Lá dài rất là đẹp luôn. Nếu như các bạn xem video mà có bạn nào ấy muốn sưu tầm địa lan thì mình sẽ để lại số điện thoại trên màn hình để cho các bạn liên hệ cho mình nhé.